bạn Simba xuống nước lần đầu tiên trở thành cá nòng nọc. Rồi leo lên luôn. Rồi bạn cá nòng nọc thấy làm sao? Rồi mấy bạn cá này bơi, người cá bơi chung với cá nòng nọc nè đó. Rồi còn mấy bạn kia nữa. Em đây nè. Đây rất là vui. Vui đúng không? Dạ con vui. Vui sao siết cổ tôi còn chặt dữ vậy? Thôi là tôi nín thở 5 phút quá chứ thôi tôi tắt thở rồi đó nha. Rồi xin thông báo chỗ này rất bén, cẩn thận mấy cái cạnh sẽ làm đứt chân. Rồi đứng xuống đi bạn Simba ơi. Bạn Simba đứng xuống. Bạn Simba đi vô bãi cát. Vô bãi cát chơi. Mấy bạn người cá vô bãi cát với bạn Simba luôn. Mặc đuôi đi. Sau này bạn ấy thành người cá rồi, bạn ấy sẽ thành cá khủng long. Wow. Đây. Thấy cát đã không? Rồi ngồi xuống đây chơi nè mấy bạn người cá ơi. Anh không mặc đồ gì hết trơn. Anh biến hình thành kình ngư rồi. Kình ngư là vận động viên bơi lội rồi nên anh mặc đồ như thế. Chị nào anh biến hình thành người cá rồi anh sẽ có mọc đuôi lại giống như mấy em. Mọc đuôi hả? Rồi Simba nè. Nè Simba các bạn nha, chơi cát đừng chọi cát vô trong mặt của nhau là bị đuôi mắt luôn á. Nhớ nha, với chọi vô trúng lỗ tai không được, không có chơi chọi cát nha. Dạ. Em đâu có chơi chọi cát. Ôi, đâu. Không có chọi nha. Em chọi chân mẹ, chọi vô chân. Không, không có chọi chân luôn. Rồi, bây giờ Tiun với các bạn ngồi lại với nhau có một cuộc thi nhỏ của người cá. Dạ. Giới thiệu tên của nhau hết đi. Rồi em tên gì giới thiệu luôn. Người cá Mimi. Người cá Mimi, còn em? Người cá. Người cá. Người cá Quốc Minh. Người cá Quốc Minh. Người cá Tiun. Em là người cá Simba. Người cá Simba Sersin. Hả? Abu. Abu. Rồi bây giờ mấy bạn làm giống Tiun nha, coi ai làm tốt nha. Lấy một cái tay hớt nước lên. Rồi thở ra bằng mũi. Cho nước văng ra. Được không? Được không? Em làm được không? Rồi bây giờ tiếp theo nữa nè, khó hơn nè. Hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng lỗ mũi trong nước mà thổi bong bóng lên nè. Em làm được. Ai làm được? Em làm được. Rồi em làm được không? Đâu? Em được. Trời ơi. Hít hơi vô bằng miệng em nhiều làm vô. Em làm được. Em chưa em làm được đúng không? Dạ. Chưa sợ sợ đúng không? Dạ. Vậy người cá Mimi làm cho bạn xem để bạn bình tĩnh rồi. Thở ra bằng mũi. Rồi lúc ngẩng mặt lên á là cái mặt cuối cuối vậy nè Simba để cho nước chảy xuống. Nếu mà ngửa mặt lên vậy à là nước nó sẽ chảy vô lỗ mũi của mình lại không? Nên lúc mà hít hơi vào rồi cúi mặt xuống, thổi bong bóng ra trong nước xong rồi ngẩng mặt lên là cúi mặt. Trời ơi đi mà. Rồi. Rồi nhìn Tiun nè Simba. Cát này là cát gì ta? Ngửa mặt lên là hít hơi vô bằng miệng. Nè, hít hơi vô bằng miệng, thở hơi ra bằng lỗ mũi nha. Rồi, đưa cái tay cho Tiun kiểm nghiệm cái đó. Giống cát nè. Tiun ơi, sao cái này không giống cát thế nè. Hít hơi vô bằng miệng đi. Đúng rồi, cát là nó. Rồi ngậm miệng lại. Thở ra bằng mũi. Nó màu đen. Thấy cái này là thở ra nhanh quá nè, thở ra nhẹ giống như nè. Rồi thở ra nhẹ thôi. Ít thôi. Là hít vô nhiều mà thở ra ít, hiểu không? Là bây giờ hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi trong nước rồi ngẩng mặt lên. Mặt cuối như vậy nè, há miệng ra hít hơi vào tiếp. Thở ra bằng mũi. Nè nhìn này nha. Rồi, hít hơi vô bằng miệng. Mặt cuối vậy nè, không có ngửa mặt vậy, ngửa mặt vậy nè, lúc em mà lộn hít vô bằng mũi là nước vô lỗ mũi á. Rồi, làm thử coi Simba, đơn giản thôi. Hít vô bằng miệng. Em chỉ dám làm tay thôi. Làm tay đi. Làm tay. Trời ơi, ra nước mũi luôn. Ôi. Bạn ấy làm giống như hỉ mũi á bạn. Nè, không. Thở nhẹ ra bằng mũi thôi. Thở nhẹ bằng mũi. Rồi, hả miệng ra hít hơi vô bằng miệng. Rồi ngậm miệng lại, thở ra bằng mũi. Rồi, hả miệng ra hít hơi vô bằng miệng. Rồi ngậm miệng lại, thở ra bằng mũi. Thở nhẹ giống như bình thường thôi. Đúng rồi, thở nhẹ như bình thường. Em có
lúc thở ra bằng mũi thì ngậm miệng lại nha, đừng thả miệng ra. Rồi các bạn biểu diễn cho bạn Simba coi thử, rồi hít vô bằng miệng, thở ra bằng mũi trong nước, rồi ngẩng mặt lên thả miệng ra, hít hơi vô bằng miệng tiếp, rồi thở ra bằng mũi. Làm 10 lần nè cho Simba coi nè. Nè nhìn nhìn nè, thấy không, cái mặt bạn ấy cuối cuối nè, bạn ấy đâu dám ngửa mặt đâu, ngửa mặt là nước vô miệng liền, vô mũi liền đó. Rồi Simba thử luôn không? Simba thử đi. Mimi làm thử ơi, chậm chậm cho Simba coi. Hả miệng ra hết hơi vào. Rồi ngẩng mặt hả miệng, đó không? Nó làm nhanh quá, bé chán quá không biết. Simba thấy chưa? Bạn cá khủng long con thấy chưa? Thấy rồi. Rồi bạn này mấy tuổi vậy? 6 tuổi á mà làm được luôn á, đó. Em chỉ có 5 tuổi à. Rồi bây giờ thì cái buổi học làm người cá này là buổi học đặc biệt, bởi vì dạy cho bạn Simba chỉ mới 5 tuổi mà còn chưa biết bơi nữa. Tion thì lấy nước, với mấy bạn lấy nước rưới lên đầu của em, còn em hả miệng ra hít hơi vào, rồi thở ra bằng mũi. Lấy nước rưới lên đầu bạn để cho bạn cảm nhận có nước qua mặt như thế nào. Hả miệng ra hít hơi vào, thở ra bằng mũi. Đúng rồi, được không? Bạn có bị sặc nước không? Hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi. Bình thường á là mình hít vô bằng mũi, thở ra bằng mũi. Còn khi mình bơi, trời ơi, ít vậy thôi mà cũng bị sặc nước nữa hả? Em từ nhỏ là em chỉ quen nước ngọt thôi chứ em không có quen nước mặn. Mà nước mặn này sẽ tốt cho người cá hơn, bởi vì người cá ở biển á. Nước này mở mắt được á. Hai nếu nước mặn à. Rồi hôm nay là chúng ta sẽ tập chơi nước với bạn người cá Simba để cho bạn ấy làm quen với nước. Ơi, đừng có tạt nước như bạn như vậy, bạn sợ. Được rồi. Đừng, được rồi. Bạn sợ. Rồi. Thôi bây giờ vậy thì mình nâng tay lên. Mình hớp nước để vô tay rồi thở ra bằng mũi. Là dễ nhất. Thở mạnh quá vậy. Nhẹ thôi, đừng có thở giống hư hỉ mũi. Nè, Tion nè. Rồi, thở ra bằng mũi. Đó, đúng rồi, hả ra hít hơi vô bằng miệng. Đúng rồi đó. Đúng rồi, rồi hít. Em cũng làm được luôn. Hít vô bằng miệng, thở ra bằng mũi. Tion ơi, nằm ở trên bãi cát cũng đẹp. Rồi, vậy là bạn Simba hôm nay tập như vậy nha. Rồi, bạn Simba nói cho Tion biết tại sao em muốn trở thành người cá đi. Tại vì hồi đó em coi thầy Tion trên mạng cho nên em thấy, cho nên em thích thầy Tion, em muốn tập. Trở thành người cá, có thể lặn xuống biển hả? Trả lời một câu dễ ẹt thôi, tại vì em thích. Nhưng mà biết trở thành người cá là chúng ta có thể được các động vật yêu quý ấy, giống như là rái cá đó. Em thích bé rái cá, rất là dễ thương. Tự nhiên cái mấy bạn rái cá tự nhiên thích mình à, mấy bạn rái cá. À, em biết rồi, Phương nó quyến vào nó. Giống như là Tion đi vô rừng giải cứu cho mấy bạn rái cá bị bắt á, xong cái mấy bạn Tion thả mấy bạn xuống nước, cái mấy bạn thấy Tion bơi giống như rái cá quá, cái mấy bạn yêu Tion luôn, mấy bạn không chịu về rừng luôn, đòi đi theo Tion hoài luôn. Tion phải trốn mấy bạn, Tion mới thoát ra khỏi cánh rừng được. Vậy thì người cá Tion trốn làm sao? Tion đợi mấy bạn lên cành cây, xong Tion nói chơi ở đây nha, Tion đi một chút rồi về nha, Tion lặn xuống rồi qua tới bờ bên kia. Vậy là trốn được mấy bạn rái cá. Tại bơi dữ quá mấy bạn rái cá tưởng Tion là ba mẹ của mấy bạn ấy luôn á. Mấy bạn đi theo luôn. Thấy tin tưởng quá. Em thích bé rái cá. Được một người to lớn bảo vệ nữa mà, nên mấy bạn rái cá phải thích thôi. Mà biết bơi giỏi nữa, nên trở thành người cá tự nhiên mấy loài vật sẽ yêu quý em. Tiếp theo. Dolphin. Rồi bây giờ tiếp tục. Nâng tay lên. Thôi để Tion hớt nước cho bạn Simba tập, còn mấy em tự làm đi, cho bạn Simba coi làm mẫu nè. Nước trong tay Tion, thở ra bằng mũi, rồi hả miệng ra hít hơi vào. Nè làm đi. Rồi thở ra bằng mũi, rồi hả miệng ra hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi. Đúng rồi, hít hơi vô bằng miệng. Rồi rồi bạn Simba, nếu mà quen như vậy rồi, về lấy một ly nước. Tập như vậy trên cái ly nước của mình, hay là lúc mình đi tắm á, mình lấy cái ca nước mình để vô, mình thổi bong bóng ra bằng mũi.